Xin chào các bạn nhé, đây là cái quá trình tháo và kiểm tra một cái máy chiếu công nghệ 3LCD. Hiện tại thì cái bóng đèn là cái bộ phận nó sẽ không liên quan gì đến các bộ phận khác, thì chúng ta có thể tháo một cách đơn giản. Tuy nhiên main board và các cái tấm LCD chúng ta phải tháo đúng quy trình để tránh trường hợp nó sẽ bị làm đứt hoặc là hư các tấm LCD nha các bạn. Việc sửa chữa các cái máy công nghệ 3LCD nó sẽ khó và phức tạp hơn là các máy DOP, vì nó sẽ có chứa các cái kính lọc màu và các cái tấm nền LCD. Chúng ta cần phải tháo và xử lý đúng quy trình để tránh cái trường hợp nó sẽ làm bị chảy xước hoặc là hư thêm các cái tấm kính lọc màu bên trong. Đây là một trong những cái máy Panasonic khá là phổ biến hiện nay. Sau một thời gian sử dụng thì do cái quá trình sử dụng hoặc là quá trình bảo quản chúng ta nó không đúng quy trình, hoặc là một số trường hợp chúng ta sử dụng quá lâu thì nó sẽ phát sinh ra một số cái lỗi chúng ta cần được kiểm tra, bảo trì và sửa chữa đúng cách để giúp cái máy chiếu nó có thể hoạt động hiệu quả hơn.